Minh Thúy xin kính chào quý vị hôm nay thứ Tư, 1 tháng 9, 2021. Chương trình bản tin Hoa Thành Đốn hôm nay gồm có phỏng vấn đặc biệt và tin tài liệu. Để mở đầu chương trình, Minh Thúy mời quý vị theo dõi phần 41, cũng là phần cuối buổi phỏng vấn đặc biệt với nhà văn Phan Nhật Nam do Phan Lê Dũng thực hiện sau đây, khi kể về Vũ Thái Hòa, về Đào Kim Nụ và cuộc đời của những người tù đã ám ảnh người lính viết văn Phan Nhật Nam. Đó thì phải từ đó mà tôi thấy ở trong cái trại 55 chơi của tôi là có đến cả ngàn cô nữ tù. Mà có những cô nữ tù nội tên không á, Vũ Thái Hòa, Đào Kim Nụ, học ở Moscow 8 năm về thanh nhạc, học ở tiến sĩ biên đạo vũ ở Sofia. Thế họ làm sao đi ở tù vậy? Ôi giàu ơi, chỉ có đồng bạc thôi. Đồng bạc làm sao lại đi ở tù? Nào có là gì? Muốn vào ở trong đại sứ quán để kiếm đồng bạc ăn tô phở. Thế nó ghép cho cái tội là đi phò phạch, là đi làm điếm. Vì các cô đó học ở ngoại quốc, biết tiếng ở Tiệp, tiếng Nga, tiếng đâu, thì muốn vào cái đại sứ quán để xin mấy cái hình có màu mè rồi vậy. Đó, rồi đồng thời thì không biết có gặp nữa mấy anh đại sứ quán để lấy đồng bạc để ăn phở. Chứ bây giờ đi ăn phở đó, vì cái tội đó bị ba cải tạo. Mà thật ra không có cái tội gì hết, thì nó cứ dốt ra cái đảng. Nó vào đó thì cái gì đó, rồi cứ 3 năm, thì 3 năm, để 3 năm nữa thì 9 năm. Mà không phải một mình tôi nhớ các cái cô đó là, tôi mới biết là những người đàn bà trong trại năm Lam Sơn. Đó, không có cái tội gì hết. Thế mà tôi nhớ có cái cô Thắng đó phải qua chung Hoa, mặt đẹp lắm. Người bắt thanh nhã một tiếng, học thanh nhạc ở bên Moscow. Tôi nghĩ mà chỉ có mình chắc cổ cỡ cô bà Thái Thanh mà họ mấy cô để đứng về mặt phát âm, về kỹ thuật hay bằng các cô học thanh nhạc 7-8 năm, vừa đẩy xe vừa kêu một câu chế độ khốn nạn, không có được một cái con bùi. Đấy, thế tôi gặp những con người ta là thì tôi thấy ra mình cái khổ của mình cũng không bao nhiêu. Đấy, thế đó là một cái chuyện 27 năm 4 tháng 17 ngày tù. Một đời có người có bao nhiêu năm mà 27 năm 4 tháng 17 ngày tù. Rồi chẳng hạn như có cái thằng gọi là Địch Bắc, nó hỏi là tại sao mà nằm cách các phòng. Tao hỏi là mày nằm đây bao lâu rồi? Ôi trời ơi, đợi đi ra đồi Bồ Đề là ra bị bắn. Thế tôi hỏi là tại sao mày bị bắn? Tại sao mày phải ra đồi Bồ Đề? Đó có 12 đồng bạc. Tôi hỏi là 12 đồng bạc làm gì mà phải ra đồi Bồ Đề? Có gì đâu nào. Em dình nó từ sáng cho đến chiều, đánh được 12 đồng bạc, cáo sườn lấy con dao chém mẹ cho nó chết. Vâng. Nhưng có người đó vượt ra khỏi sự lý luận của tất cả mọi con người. Thằng Định Mắc, thằng Định Nhạn, cái gì Nhạn Trắng, thằng Thịnh Mắc đó, nó như những cái tội như vậy. Rồi như cái thằng Tạ gì đó, con em cháu của Tứ trưởng Quốc phòng Tạ Quân Bửu, thằng Sơn, có một hôm nghe nó cười vì nó ở phòng xa khỏi thì phải cười được chén. Chén gì? Chén phim. Phim gì? Con chuột ở phòng anh ấy. Tại sao? Tại tôi có con chuột bạn chạy qua bên kia, nó lấy cái cuồng, nó đánh chết con chuột. Thế là nó bắt con chuột nó ăn sống luôn. Bết. Rồi mãi gì? Là mấy cái sau cái vụ cái gì Lý Trường Trân, mãi gì bị ở bên tàu đi qua, đi trốn ở bên tàu qua, nhưng mà tàu sắp đánh Việt Nam cho nên là bị Hà Nội nhốt vô luôn. Hai anh tàu này bị nhốt thế đó. Thèm thịt, thằng này đánh tù tì thì giết thằng kia lấy gan luộc. Đấy, bạn nhìn Lý Trần Trân, những cái đó tôi nói rằng không ai có thể tưởng tượng được. Thành thứ thưa với anh Dũng, thưa với quý vị, tôi đâu có kể chuyện đời xưa, tôi đâu kể chuyện địa ngục, tôi kể chuyện người Việt Nam. Người Việt Nam có thật mặc thật, tôi có thể nói tên từng người, mặc dù tôi không thấy người ta. Tôi biết
chuyện thằng Định Nhạn Trắng, vì nó tranh giật á, vì thằng Tịnh Bắc người Hải Phòng, Lý Trường Tân, Mã Nhi, rồi thằng cháu của ông Thứ trưởng Quốc phòng Tạo Quân Bù ăn con chuột sống, những cái chuyện đó. Nếu mà có thì giờ phải tôi viết thêm vài ba cuốn chuyện dọc đường nữa, thì người ta mới biết rằng hóa ra địa ngục có thật, hóa ra cảnh khổ con người, cảnh khổ mà thế tử đất đặt đa thế bốn cửa thành không thấm vào đâu, các cái không ở cái cảnh Việt Nam với người Việt Nam, bất kỳ người Việt Nam nào, người Việt Nam ở Bắc Việt Nam, người Việt Nam ở Nam Việt Nam, người Việt Nam vượt biên, người Việt Nam ở trong trại tù thành tử thưa. Bây giờ tôi sống lại đây, tôi hỏi ra tôi mơ ước cái gì, tôi mơ ước cái gì bây giờ, tôi cầu nguyện cái gì bây giờ, tôi cầu nguyện ai bây giờ, Thượng Đế, tôi chả cần phải bắt chước ông Niết, Thượng Đế có thật hay không, Thượng Đế có thật hay không thì Thượng Đế hãy nhìn xuống cái cảnh khổ của trần gian để thể biết. Đó thì thưa với anh, chắc nó nói chuyện như vậy thì khá đủ hay không, thì chúng ta cũng nên kết thúc cái câu chuyện, vì nói mãi thì cũng thế, mà nói mãi thì cũng có thể là bị không hay nữa. Người ta bảo mà chắc cái ông hai cái anh Hộ Phan này bày chuyện ngoa ngôn, bày cái chuyện để tố cáo về có một mục tiêu chính trị nào đó chẳng hạn, thường có ra không ra, không nằm trong ý niệm của tôi. Thành tựu nếu được hôm nay được nói này và tiếp tục cầm viết, tôi có tiếp tục làm việc hàng ngày, hãy viết đi, viết được cái gì, tôi nói trước đi xong đó có cảnh khổ, cảnh khổ ai, không phải cả cộng sản, không phải cộng hòa, không phải là Bắc Việt Nam, không phải Hà Nam Ninh, không phải là Cần Thơ Sài Gòn, là cảnh khổ chung của người Việt Nam. Nhưng thưa hình như cũng chưa đủ, con người trong thế kỷ này hình như khổ quá đây, toàn diện con người, chứ ta phải một con người nào, ta phải con người Bắc Việt Nam, con người Nam Việt Nam, con người cộng sản, không phải người cộng hòa. Cho nên đâu là coi chừng lại bị nói như thế này là mang tiếng là hòa hợp hòa giải dân tộc theo nghị quyết 46 được đấy. Thành tựu thôi, rất cảm ơn để cho tôi nói chuyện. Dạ vâng, thưa cảm ơn anh rất nhiều. Kính thưa quý vị, những ghi nhận của nhà văn Phan Nhật Nam qua các buổi nói chuyện của nhà văn Phan Nhật Nam do Phan Lê Dũng thực hiện đã phác họa sơ lược những tác phẩm của ông thời hậu chiến. Những tác phẩm viết về hòa bình của một gã tù binh bại trận. Thưa quý vị, Phận Người Vận Nước, Đêm Tận Thất Thanh, Chuyện Dọc Đường, tất cả các tác phẩm về sau của Phan Nhật Nam đều có thể được xem như những chương tiếp nối của những chuyện trước. Nếu phần trước là chuyện chiến tranh, thì phần sau là chuyện hòa bình. Mà phần thưởng của người lính viết văn Phan Nhật Nam sau ngày hòa bình là tù. 14 năm tù, có 8 năm biệt giam và 2 năm quản chế. Nếu chỉ nhìn sơ qua những dấu ấn của 14 năm hòa bình đó, qua các tác phẩm như Phận Người Vận Nước, Đêm Tận Thất Thanh, Chuyện Dọc Đường, chúng ta có thể kết luận người lính viết văn Phan Nhật Nam đã buộc phải khóa sổ chuyện lính để viết về chuyện người. Những chuyện được viết chính mắt ông chứng kiến còn ám ảnh ông hơn là những gì ông đã thấy trong cuộc chiến. Trong 14 năm tù đó, người lính viết văn Phan Nhật Nam không còn giấu binh lửa, không còn dọc đường số 1, không còn dựa lưng nổi chết. Phan Nhật Nam đã bị sức ép của vùng khói lửa đó ném vào một gói khác. Nơi đó, ông trực diện với sự tàn nhẫn trong sự đối xử của người với người. Nhà văn Phan Nhật Nam tóm gọn 14 năm hưởng hòa bình của ông qua một bài thơ ngắn. Tôi thua một con chó ở cái đuôi. Tôi thua con vật ở thế ngồi. Đại tiểu tiện chỉ mong được đứng, cho thật xứng danh với tiếng gọi con người. Nhưng Phan Nhật Nam không viết về ông trong Phận Người Vận Nước, không viết về ông trong Chuyện Dọc Đường. Trong những trang giấy ông ghi lại chỉ toàn là chuyện của những người khác. Vì ông tự kết luận, cái khổ của ông cũng chẳng là bao nhiêu. Có lẽ khi nói thế, ông đã thầm so sánh cái khổ của ông với cái cảnh khổ của đất nước. Có lẽ khi nói thế,
ông đã nghĩ đến sự bất lực của ngòi bút của ông trước bể khổ mà ông chứng kiến. Kính thưa quý vị, chúng tôi mong rằng cuộc phỏng vấn với người lính viết văn Phan Nhật Nam sẽ là một lời giới thiệu giản dị cho những độc giả sắp tìm đọc những tác phẩm của ông, và đồng thời đem lại cho những độc giả đã theo dõi Phan Nhật Nam qua nhiều thập niên một trải nghiệm nào đó trong toàn bộ tác phẩm của ông. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến nhà văn Phan Nhật Nam và cầu mong ngòi bút của ông sẽ đem lại cho ông những sự bình an, thanh nhàn mà ông chưa từng có trong gần suốt cuộc đời. Minh Thúy xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình phỏng vấn đặc biệt với nhà văn Phan Nhật Nam. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình phỏng vấn đặc biệt sắp tới. Kính thưa quý vị, chương trình bản tin Hoa Thịnh Đốn đến đây xin tạm ngừng. Chúng tôi sẽ tiếp tục phần 2 sau phần thông báo và quảng cáo.